Tìm bấm phát mà đài chân bằng co bảo rồi chân xếp bằng mình đủ sạp đỏ bịa bằng đằng vánh cái bà đang bảo bồn sắp nâng sạch nhiệt chân đồng cổ tía 80 mươn đô la. Cảm ơn bác rồi chân xếp bằng mình đủ sạp mà đài chân bằng co đài bà đang bảo bồn sắp nâng sạch nhiệt chân đồng cổ nốt bằng đỏ bịa bằng đằng rồi bọc luôn mình hỏi. Các bạn ngay tìm bấy bây khai mạc ra chân em bì bọn là phải buồn. Cảm ơn bà đang tìa xong nông sạch 80 mươn đô la em rách bì bảo bồn sắp nâng sạch nhiệt chân đồng cổ. Nhi bà dông tam kê ảnh này Facebook rồi bỏ chung mua cười chân liếng. Đại trái chìa bảo bồn rồi bỏ sắp chân đồng cổ. Dòng tâm sẽ đầy bà cáp của đồng miên rồi bỏ nẻ nông biên này ai dạy cao ôm sẽ là đồng bông rì thân nịp nông pinh bà này đang thả. Ai dạy cao ôm sẽ là đồng bông rì thân nịp nông pinh bà này tổ tù chặt cá. Lớ xâm nông rương bà mà toàn lê xôn xài xa prem cho thằng ngày tỷ buôn khai mạc ra chân em bì bà này phải buồn. Đại mình chú mua sọng lì nà phết xây bàn bà đăng lời chú mua cười trình liếng. Phết xây chú mua siêng xe rầy rạ thá phết xây. Chú mua siêng mùi ên phết xây nâng chú mua xâm rạch xa rôn phết bà. Thả bàn thơ cả bò đi hà kê chia xa thề rần nè. Bò đi hà kê tâm xa bộ đồng miên nâng chê bà mát chia xa thề rần nè. Mọc lờ rục luôn tâm mình đang tùm nệ tùm nông sáng cùng. Nâng xa bộ đồng miên chia trả ơn. Nè nằm bìa bà bình chạy tha nè thằng ngày bà phải bây khai mạc ra chân em bì bò nà phải bốn. Chú mua sọc lì nè bàn đạng bìa xong đó bìa bàn đăng rồi bọc luôn. Đại bàn bà đăng khẳng lơ mọc ai dạy kè ôm sẽ là đầm bông riêng thân nịp nông bình. Dông tâm mì tre bây rồi bàm bốn nè kông bà mà toàn chanh tha bìa bà đăng rồi bọc xong bây khuôn cư chỉ lạc khăn chăm bách nè ká chọc rồi khăn bì bọt là mực bà mà toàn. Hãy cả đọ bìa bàn đăng rồi bọn đẹp đăng vinh viên đồng ai bàn đăng ai nhá rồi lột. Bà ai lâm bù là thang phơi chụp bạm ni đầm nàng ai dạy kè bàn xâm rách đầm coi xâm đồng rương bà mà toàn khăn lớ tốc ất chặt ca. Xong chung điệp lăng vinh tha cả này cửa thân ạ chả ra cho ca bị thang ngay tì đa buôn khai thân ưu chân em bì bọn ạ phải bầy. Chân bằng co chung mùa bồng vị chất sục sạc đá. Bác rồi chân mẹ dịp bọc dụ bà chân mình nhẹ sạp phìm phìm nơi cân lành cạt hẹt. Khánh tù lực cộng nô khả nạ bằng toàn thợ bôn mà rồi thằng ngày phong sạp tay mà đai chân bằng co chung mùa sọc lì ná. Bạn đã bị bằng đăng bằng 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 bốn nẹ ở rùm mên bà bốn sọp chân rung cửa nâng bay nẹ tiết chia sẻ nhiệt chân rung cửa. Bị bọt bò rì hạ kê chia sẻ thề rần nạ. Tạm xa bộ đồng miên nâng bọt chê bà mát chia sẻ thề rần nạ. Tiết xâm nông xa rốc 80 mươn đô la Americ. Nhi bà dông tạm kệ nấy Facebook rồi bà chung mùa cửa chinh liếng. Đại trái chia bà bốn rồi bà sọp chân rung cửa. Chúng tôi khi này đã lúc xảy ra cửa chinh liêng có bàn bằng hóa xa cả bị thường ngày tỷ đập ra mối mạng ra chân em bị bọn phải bốn thà. Bị chân rung cửa khai từ chỉ chân sống say. Khởi đầy cả có hai những nhóm hô chất mình đang nị dây dàng nào ở xóm. Chân bằng có bà đăng cửa xa chân rung cửa đại bà chì chìm xung hợp xung hợp. Chăm ca có hai nông cả chỗ đó xảy tạm phần chấp bạp. Hãy đối với mình đó xảy rừng bọc bà đầy khi nhóm xlap đâm bây ở khi nhóm nâng cốn bỗng tình cửa xa. Sạch nhiệt bàn sử ngọc chất bài chìa mọc đằng khi nhóm chìa bà bôn bôn tiền ở bộ thông rồi bọc đầy khi nhóm nâng bọn thay khi nhóm bì nẹ tiết đại chìa bọn sử dạy bóng cát rồi bọc đầy khi nhóm. Còn cổ xa giang bàn sử ngọc sử ngọc rồng chăm cả đó sử dạy tạm phần tự lãng cá nâng rồng chăm mơ chăn tệ rồi bọn nẹ tại nẹ bài chìa thuộc bạm nì. Nên lực bình đánh sân cung Facebook mình cả chai chai bông priết nơi đi cả có bốn sân lắc đã chanh đòi lột xanh mình sơn. Bởi vì ở nhà rộng này, ai dạy cả ôm sẽ là đồng bông rì thân nịp nông bình bàn có hai chân sóng say trong nguồn bồn nẹ rùm miến. Tì mùi chung mùa cửa chênh liêng phải xảy ra chìa bắt bốn chân rộng cửa. Tì bí chung mùa xong rật xa rốn phải bảo trở chìa ở bục thông chân rộng cửa. Tì bây chung mùa xiềng mùi ếng phải xảy ra chìa bồn bằng cát chân rộng cửa. Tì bốn chung mùa xiềng xảy ra rật tha phải xảy ra chìa bồn bằng cát chân rộng cửa. Khi nông đầy cả nì, bạn bình chìa tì tha thừa lắng tạm mình đăng đồ bó chung mùa sọc lì nè. Trở chìa mà đài chân bằng co bị bót bò rì hà kê chìa xa thề rần nè. Bò rì hà kê tạm xa bộ đồng miên nâng chê bà mát chìa xa thề rần nè. Đài công nọt ở chô tự bóng phư nơi xa là đồng bông rì thân nịp nông bình nửa bất ngay tì mà phải buôn khai mạc ra cho năm bì bò nà phải buôn. Bịa bòn cả này nì mà hai chân sắp tay bằng hai người cả hù chất nâng ở rì côn giang tràn. Tạm bằng đánh sống cung đòi nè khá tha tựp khơi cả này nì chỉ lực tì mũi. Đài phía kì chân bằng co bọc mình đủ sạp hai và đăng kì vinh. Thaym tiết khả nạ bòn mà rồi thương ngay mình tốn bàn thuở nửa lời. Kê nè chẳng bàn tha cả này cửa thương nạ chả ra cho nì chân bằng co để bàn bạc rồi chân mẹ dịp. Bọc bò rò mình nè đã chi một tô bình đàn ỏi bật bọn ở dụ chi vật nơi cần lành cạt hai bàn cạt lăng nơi khăn tu cốc rì thân nịp nụng bình. Các bí chụp thường ngày tì đã buôn khai thân nụ chân nằm bì bò nập hãy bầy. Phìm nụ dụ với chân bằng có hai cậu bán kích luôn bì cần lành cạt hai.
ក្រសួងយុតិធធពប្រកាសឲ្យតុលាការចាត់វិធានការមឹងម៉ាត់តាមច្បាប់លើអ្នកបើកបររថយន្តជីបបុកបរិមេញជីម៉ូតូស្លាប់រួចមកលោកប្លង់សុផលប្រតិអញ្ញារងនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាបញ្ជីឲ្យអ្នកបើករថយន្តជីបឈ្មោះព្រំវិចិត្រសុកសក្តាផេតប្រុសអាយុ21ឆ្នាំត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការឲ្យបានមុនថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងដីកានោះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធនិង ប្រាប់ប្រាស់កម្លាំងសាធារណៈដើម្បីបង្ខំឲ្យបុគ្គលនោះព្រមឈ្មោះព្រមវិចិត្រសុកសក្តាចុះខ្លួនឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់ក្រោយមកលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជនរិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានប្រកាសឲ្យចុះខ្លួនជាសារភាពជាបន្ទាន់បើមិនច្បាស់ទេសមត្ថកិច្ចនឹងតាមចាប់ខ្លួនខណៈដីកាធ្លាក់មកដល់ដៃសមត្ថកិច្ចហើយ រហូតដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសមីខ្លួនបានមកប្រគល់ខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃ23ខែធ្នូឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីជនបង្កបានចូលខ្លួនទទួលស្គាល់កំហុសហើយនោះសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ជនបង្កដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តទំនើបម៉ាកស៊ីបបណ្ដាលឲ្យបុកមនុស្សស្លាប់និងអ្នកដតីនៅកន្លែងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចាប់ប្រកាន់និងឃុំខ្លួនជនសង្ស័យនោះនៅពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោយការប៉ូលីសបញ្ជូនជននោះទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2021ដែលការបង្កប់ឲ្យឃុំខ្លួនចេញដោយចៅក្រមឈ្មោះហុងម៉ារីណិចនៅថ្ងៃទី22ធ្
bọt bạc bó đại phê bà hát, chi chi mình prong bà chát ở rưu mình cổ rốt cả tạp bạc cạch. Đại bàn bọt bà nhát sẽ đây bì cho ra cho phơi cốt đồng rơi ở bên đà lai sẽ lập nhận đợt tây nâng bắt rốt kịch khuôn ta mì tra bài sắp răm để cho bác sẽ đây bì cho đà cho phần cốt nâng mì tra răm rồi xài sắp bấy nì krom pro mặt toàn mì tra bài sắp răm để cho bác sẽ đà cho phần cốt bằng chạy tha chôn nạ để bác bỏ đợt phê bảo hay chì chìa mình prong về chát rưu mình cổ rục của ta bậc cách đại bọt bánh nhát sẽ đây bì cho đà cho phần cốt đồng rơi bên đà lai sẽ lập nhận đợt tây trực đoàn tiết tốt đạo bồn thân ý kia bì mì chân em từ bấy chân em nâng bì này chỉ thực bác buôn liền riêng từ đập răm liền riêng trong nay mì tra răm rồi xài sắp bấy nì krom pro mặt toàn bằng chạy thẻ bật rút kịch luôn đòi cầm nọ thẻ ông bờ bật rớt đòi nhẹ bạc riêng trong nick lời câu được lời tức để bạn đăng cho bác thẻ luôn tập tại bóng co ở miền cực nhẹ rồi cả khối khác hỏi mình bồng chốt đầm bảy kịch luôn nâng ca tập tu khó trơ bồng một toàn rồi bảo vệ này tập đoàn tiết tốt đã bồn thân nhị ký bị bồng một khai từ bị chín năm nâng bị này chỉ prẹt bị mười liền riêng từ bốn liền riêng sau mình chợt hàng cá bị thương ngay tại đập bồn khai thân nuôi chín năm bị bồn phải bay miền cực này cực nhẹ cho ra cho mũi bàn cát lang rồi viên rồi chốn ship bộ khăm ai biết sẽ lại phun bình bị xe bé cao sập rầm bồn học bay nâng một tổ bốc nhiệt nơi trong chấm nước phơi prasap lơ phơi lệ bay rồi đập rầm pì prasap phơi lệ rầm rồi học sập rầm mũi phun rầm mũi sừng cát bằng cỏ pì khăn tu cốc để thành phun bình cài cát hai rồi chốn bàn kịch luận bắt sập chốn rồng cua từ bàn cầm cua xa nâng sạch nhiệt năm dục thịt phượng bón bố chia tam bảo bình này trong này rồi chốn nâng một tổ từ bàn sập mặt cách năm dục từ đã sát tục này cài dài lại nó cổ ba cho đã cho phơi cổ.